Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin trong nước và mở đầu với một câu chuyện đang gây nhiều tranh cãi liên quan tới bộ môn lịch sử. Khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang muốn là tích hợp bộ môn lịch sử với môn giáo dục công dân và an ninh quốc phòng thành một môn mới có tên là Công dân với Tổ quốc. Liên quan tới đề xuất này của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều chuyên gia cũng như là các giáo viên dạy lịch sử của các trường trung học phổ thông thì đã bày tỏ sự phản đối một cách thẳng thắn vì lo ngại là nếu tích hợp thì sẽ dẫn đến lịch sử dân tộc bị giới trẻ lãng quên. Vâng, nhiều ý kiến cũng cho rằng là lịch sử phải là môn độc lập, chứ không tích hợp với bất kỳ một môn nào khác và phải là một môn bắt buộc cho đến hết lớp 12. Và đây cũng là nội dung được bàn luận tại một hội thảo do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức sáng ngày hôm qua tại Hà Nội. Về hành chính, về địa lý hành chính có bao nhiêu... Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng không phải gọi đích danh mới thể hiện được tầm quan trọng của môn học, đồng thời cũng khẳng định sẽ tăng thời lượng học nội dung lịch sử tại các trường phổ thông lên 2,5 tiết thay vì chỉ 1,5 tiết trong một tuần như tại các trường phổ thông hiện nay. Nhiều giáo viên dạy sử của các trường đã không đồng tình với quan điểm này khi cho rằng dù tăng thời lượng học lịch sử, nhưng học sinh sẽ có tâm lý thờ ơ, thậm chí là không muốn học khi lịch sử không còn là môn bắt buộc. Phải định vị được vị thế của môn sử, và môn sử phải là môn độc lập, không thể môn tích hợp được. Chúng tôi phản đối tích hợp. Môn sử phải độc lập. Khi môn sử mà được định vị đó là một môn độc lập với góc độ là một khoa học thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề khác, là thay đổi phương pháp dạy học, thay đổi nội dung và chương trình, thay đổi kiểm tra và đánh giá, thay đổi nhận thức. Nhưng quan trọng nhất, Bộ Giáo dục phải nhận thức được điều rằng đánh giá đúng vị trí, vai trò của môn sử một cách bình đẳng trong hệ thống các môn học phổ thông. Trong con mắt của học trò chúng ta, cô giáo dạy sử, thầy giáo dạy sử không được quý trọng, không được trân trọng. Có phải không ạ? Tôi gặp các em đi thi cái môn gọi là môn học sinh giỏi sử, thì các em bảo là em vì em thương cô giáo em cho nên em xin vào cái đội tuyển này để đi thi. Còn thi xong thì em vào trường khác, em không vào khoa sử. Đồng tình với quan điểm của giáo viên các trường phổ thông, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng lịch sử phải là môn học độc lập và bắt buộc tại các trường phổ thông. Lịch sử rất cần thiết trong cuộc sống. Tại sao bỏ nó? Tại sao cắt vụn nó? Để bỏ vào một cái rổ chung, mà rổ chung đó tôi gọi là cái nồi thắng cố thiêu, chúng ta không dùng được. Bây giờ chúng ta tìm mọi cách để mà biến cái môn lịch sử đó thành một môn độc lập, hấp dẫn, thú vị. Môn lịch sử phải là môn bắt buộc. Thế còn tích hợp công dân với tổ quốc thì ba khoa học này nó hoàn toàn khác nhau. Môn công dân, giáo dục công dân với môn an ninh quốc phòng với môn lịch sử nó ba nội dung khác nhau. Thì giáo sư Phan Huy Lê đã nói về chuyện này, tôi không xin nhắc lại, và ý kiến của tôi là không nên để cái phân môn lịch sử trong cái công dân với tổ quốc. Cũng theo các chuyên gia, thì hệ quả sẽ thật khó lường nếu dự thảo về việc tích hợp môn lịch sử được thông qua. Bởi trên thực tế, đây là bài học mà nhiều quốc gia trên thế giới đã gặp phải. Mỹ sau 11 tháng 9 lịch sử là bắt buộc, Canada là bắt buộc. Rồi ở Canada công dân vào trong nhập cư thì cũng là đều phải bắt buộc. 25 nước châu Âu thì phần lớn là lịch sử là môn độc lập, là môn bắt buộc. Trung Quốc cũng bắt buộc, và kinh nghiệm của Hàn Quốc là trước năm 2009 thì lịch sử là môn tự chọn, nhưng mà đến sau 2009, từ 2009 trở đi thì lịch sử Hàn Quốc hay là lịch sử dân tộc là môn bắt buộc. Cái giá phải trả sẽ rất đắt khi những thế hệ trẻ sau này không còn biết gì về tổ quốc, không biết gì về quê hương. Mỗi ngày, mỗi tháng, bao giờ các em cũng làm một cái việc là sáng thứ hai chào cờ, hát quốc ca, hát quốc ca chào quốc kỳ. Các em đâu có hiểu quốc kỳ là cái gì, vì sao có lên màu đỏ, sao vàng, vì sao lại năm cánh, vì sao lại cờ in máu chiến thắng mang hồ nước. Dù việc tích hợp vẫn chỉ là dự thảo, nhưng chuyên gia lịch sử nhấn mạnh rằng để lịch sử là môn độc lập và bắt buộc là cách tốt nhất để giáo dục lòng yêu tổ quốc cho thế hệ trẻ hiện nay.